gì vậy chứ? Anh Gugin, anh à, anh à, mau tỉnh dậy đi. Ở đây có một người bị ngất xỉu, làm ơn tới nhanh giùm nha. Anh có nhớ chút gì về hung thủ hồi nãy không? Cổ tay của hung thủ hình như có một vết sẹo thì phải. Đúng rồi, chính là hắn. Gửi thông tin này cho trụ sở chính, chắc sẽ có manh mối, cứ gửi nó cho cảnh sát phụ trách. Nếu tôi không có được anh thì không ai có được hết. Cô Suji nè, anh Che Hơn giống là bạn trai của tôi đó. Cô nên trả lại anh ấy cho tôi chứ. Chị là ai? Cô và anh Che Hơn sẽ không thể lâu dài. Vì người có thể chịu đựng được tính của anh Che Hơn chỉ có một mình tôi mà thôi.